lâu thế nhỉ? Mày mất niềm tin vào tao đấy hả? Chờ một tí tao gửi định vị cho bạn xem nhá. Đấy, nhìn thấy chưa mẹ? Này, tao cho mày 5 phút nữa nhá, là mày phải có mặt ở đây cho tao. Không là tao không đợi, tao đi về đấy. Biết. Biết tôi nghe cái gì không? Kẹo mút. Kẹo mút, có ăn không? Có. Ừ, đấy. Cái này là cái gì? Cái này là cái đường. Kẹo là phải chấm đường mới ngon, hiểu không? Đấy. Đấy. Gì không? Một chiếc kẹo mút ngập tràn đường. Ăn mồm ra. Anh làm trò gì cả? Cô làm trò rồi đấy. Việc cô à? Cho thôi. Em bánh ngon hơn được không? Thôi, còn thích ăn bánh. Này nhá, tôi nói cho cô biết nhá, đây không phải việc của cô, cút đi. Cái gì cũng không phải việc của tôi. Anh thử xem em có giống con người không? Anh đối xử với người ta như thế mà được à? Này, cô mà chửi tôi thì cô đưa cho tôi đánh cho cô vỡ mồm rồi. Này, anh đánh đi, anh đánh đi. Tôi chết rồi. Bao nhiêu người đứng ở đây xem bây giờ anh đánh đi, xem người ta có đánh với mặt anh không? Thôi, nhớ cái mặt tao đấy. Sao trên đời có loại người như thế được nhỉ? Anh mà ngon không? Đánh ngon. Thì bây giờ nhà em ở đâu chị đưa em về nhá. Ê, về nhà. Em muốn về nhà. Nào, cẩn thận nhá. Cái nhà em ở đâu? Về, em muốn về nhà. Ừ, chị biết rồi, nhà em ở đâu anh nhớ không? Đi về nhà. Thanh niên bị bắt nạt ở trên đường ấy, nên là em giúp cậu đưa cậu ấy về. Mà cái địa chỉ ở trên thẻ với cả số điện thoại khó tìm quá anh ạ. Vâng. Thế cô đang ở đâu để tôi chạy qua? Em đang ở dãy số 1, nhà số 10 anh ạ. Anh có ở đây không ạ? Rồi vậy cô cứ đứng đấy đi, rồi tôi chạy ra luôn nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Em chào anh ạ. Ngon nào? Ngon lắm. Hết rồi. Hết rồi á? Em mới ăn kẹo. Vô đi tí chị mua kẹo cho. Bẩn hết người thế này. Chào cô nhé. Anh là... Tôi là anh trai ở bé này. Tôi đang bận dở chút việc ở nhà. Mà không biết là nó chạy lúc nào không biết.
Không có cô thì đúng là tôi cũng chẳng biết làm nào nữa. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nhá. Không có gì đâu anh. Ai trong trường hợp của tôi cũng xử lý như thế hết đâu. À, vâng, cô đúng là người tốt đấy. Vâng, thôi anh đưa cậu ấy về nha. À, vâng. Chúng mày làm cái gì đấy? À thì... Các anh làm gì đấy hả? Mang khăn đi làm gì? Tôi mang khăn vào để lau mặt cho cô bé này. Ui, mày điên là chúng mày đấy. Cậu này vừa tính bắt tay cậu này mà. Thế là chúng mày bỏ thuốc mê cô gái này đúng không? À? Này, bằng chứng đâu mà mày bảo đây là trong này có thuốc mê hả? Bằng chứng đâu? Đúng rồi. Mày tính đánh vỡ mặt chúng mày không? Này, bỏ cái tay xuống, đánh người không xem thế đâu. Anh không cần phải nắm như thế. Tôi đã gọi cảnh sát đến đây rồi. Màn kịch dàn dựng dụ dỗ nạn nhân đến nơi vắng vẻ để chiếm đoạt tài sản của các anh đầy rẫy ở trên mạng xã hội. Nếu bây giờ các anh mà đánh chúng tôi ấy thì chạy không có kịp đâu. Này, mày biết mày đang làm hỏng việc của bố mày không? Hả? Thôi, đi thôi mày, công an đến rồi đấy. Này, cậu nhớ mặt tôi đi nhá. Yên tâm, tao sẽ nhớ mặt từng đứa chúng mày. Đi. Nhớ mặt chúng mày. Này, có làm sao không? Không sao cả. Ủa, mà sao mày biết tao ở đây mày đến tìm? Tao vô tình nghe thấy ở trong điện thoại của mày là mày đang giúp cái thằng kia. Tao cho mày 5 phút nữa nhá, là mày phải có mặt ở đây cho tao. Không là tao không đợi, tao đi về đấy. Biết. Alo. Một chiếc kẹo mút ngập tràn đường. Ăn bồm ra. Tao. Anh làm trò gì nào? Cô làm trò rồi đấy. Việc cô à? Này, không phải việc của tôi. Mà anh đợi sự của người khuyết tật như thế mà nghe được à? Này, kẹo. Kẹo bẩn rồi, kẹo bẩn tôi không ăn được. Chị cho em bánh ngon hơn được không? Thôi, còn đi khăn bánh. Này nhá, tôi nói cho cô biết nhá. Đây không phải việc của cô. Cút đi. Anh thử xem anh có giống con người không? Anh đối xử với người ta như thế mà được à? Này, cô mà chửi tôi thì cô đưa cho tôi đánh chứ cô vỡ mồm rồi đấy. Này, anh đánh đi. Chết rồi. Mà nghe xong tao lại rất thấy giống cái tình huống gần đây có nhiều người bị lừa trên mạng xã hội ấy. Tao mò theo cái định vị của mày để đến tận đây đấy. Mà đến đây một cái thì thấy cái thằng kia nó đang định hãm hại mày. Tao chả hết toán lại còn gì. Mày quá. Tí nữa thì... Thôi, cũng may mọi người không sao là tốt rồi. Đây, mày phải cảm ơn anh ấy đi. Anh tên gì nhỉ? Anh tên là Tuấn. Đấy, mày phải cảm ơn anh Tuấn đi. Tao không có ai đèo ra đây cho nên là tao vẫy ở đường. May mà anh này anh dừng lại để đèo ra đây đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Không có anh thì em gặp nguy hiểm đấy ạ. Không có gì đâu em ạ. Thấy hai em vẫn bình thường thế này không bị làm sao là tốt rồi. Nhưng mà anh khuyên em lần sau ấy có muốn giúp ai thì nên chú ý một chút. Cái địa chỉ mà ở trên đấy thì cũng không nên đến những nơi vắng vẻ như thế này. Rất là nguy hiểm. Dạ em biết rồi ạ. Vâng, thế thôi anh xin phép anh đi có việc. Anh đi nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Cho anh xin cái mũ. À vâng, đây của anh ạ. Dạ. Đi được chưa? Đi. Anh đi đây trai nhỏ. Ừ. Quên không xin số. Gửi nhau được chứ. Lợi dụng lòng tốt của người khác luôn có tác dụng trong mọi tình huống. Qua tình huống trên, chúng tôi muốn nhắc nhở các bạn trước khi giúp đỡ một ai đó cần phải cẩn trọng, suy xét cẩn thận, không được chủ quan, nhất là đến những nơi vắng vẻ ít người qua lại. Các bạn nên cẩn trọng trong mọi tình huống để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tôi là Tuấn, hãy follow tôi. Tôi sẽ giúp các bạn tránh xa mọi nguy hiểm. I'm on the road, got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. I let these empty streets and hide within the shadows. You think I'm low, but you don't know, no, I love my road. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain, yeah, I'm gonna take it. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain, yeah, I'm gonna take it. Nhưng
tao sẽ nhớ mặt từng đứa cho mày. Đi. Tao mới hả?